Khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau tình đắng
duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyền ương. Đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày 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 nay. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồn nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm, cầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đâm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống cất bóng mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Được sự nhất trí của hai gia đình, cùng với sự tâm đồng ý học vai cháu, hôm nay ngày 19 tháng 10 năm 2022, gia đình ông Tài và dòng họ chúng tôi có tổ chức đi ăn hỏi tới gia đình các cụ trước chỉ để ra tiền, sau là thông báo tới toàn thể các cụ, các ông, các bà của hai gia đình chứng kiến sự kiện trong đại hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Chúng tôi trân trọng kính mời gia đình chấp thuận nghi lễ của gia đình chúng tôi, trân trọng kính mời. Có nhiều gái tôi ngay được vinh hạnh là gia đình là trai là dương và đứa con cháu và được sư kỳ hiệu của hai cháu vô kính cường. Các cháu đã tìm hiểu nhau qua thời gian tìm hiểu nhau được chứng ngồi và được sự nhất trí của hai chính quyền địa phương đã đồng ý kết hôn của các cháu là hoàn toàn chính đáng, và nay là gia đình trai của tôi chồng đến nhà gánh chúng tôi
để có cái lễ ăn hỏi thay mặt gia đình nhà gái chúng tôi xin cảm ơn và xin chân trọng. Và chính giờ bây giờ phút này là chính thức là dâu con bà và cháu Ngô Tiến Cường chính thức là cháu rể của gia đình chúng tôi, coi như giờ phút này là có những vấn đề sâu sắc về tuổi trẻ các cháu thì mong rằng các cô các ông các bà trên học trẻ trai cháu không cháu biết mà cháu dạy
Tonight.
băng giá yêu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Đạt ý kiến của hai bên gia đình đứng nhau cho nó thống nhất thì xin phép là vì
gia đình nhà gái chúng tôi có một chút quà mọn để cho các cháu nhận của ông bà nội lên. Hôm nay ngày lành tháng tốt, kết duyên tơ hồng đôi lứa cùng nhau. Quan viên hai họ đông đúc tới đây chúc mừng duyên thắm cao trầu. Thiệp hồng mời về đây có gì chú bác anh em gần xa. Đây đó vang tiếng đàn tiếng ca từng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé giữa mâm khăn hồng khung khính đùa vui. Hoa cưới thắm tươi bên người như hé môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng thiết lên kiệu vàng theo chàng về dinh.
Tiếng hát ru em đưa tình ta như sóng lênh đênh thiên tây.
sông. Em theo anh đi về, về quê hương hữu tình. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xuân sao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Màn đói quý vị rất nhiều. Thưa quý thưa quý vị, như vậy là quý vị cũng đã ổn định những vị trí ngồi của mình tại trung tâm tổ chức chăm long thanh phúc của đôi bạn trẻ. Thì ngay lúc này đây, chúng ta cùng đến với đại lễ thành hôn của chú rể Tiến Cường sánh duyên cùng với cô dâu Kiều Trang. Xin được vui mừng chào đón tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các anh, các chị cùng toàn thể các bác trẻ nam nữ thanh niên đã về đây chung vui chăm lòng hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép MC Xuân Lộc, người dẫn chương trình, xin được gửi lời chào tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên với một lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và một lời chào trân trọng nhất. Chúc cho đại lễ thành hôn thành công tốt đẹp. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, thưa quý quan viên hai họ, đúng là yêu nhau thì chẳng quản xa gần, cầu không tây vịn cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông ta cũng đội và mấy ngàn ta cũng qua. Và có thể lẽ rằng tình yêu nó thật đơn giản, thiết thực, thiêng liêng và cao cả. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim và là giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Tìm hiểu, yêu thương, gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Mà từ khi còn nhỏ, còn bé thì cô dâu và chú rể của chúng ta cũng đã lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của ông bà, cha mẹ hai bên đường, cũng đã tìm hiểu và quen biết nhau. Và ngày hôm nay cũng đã gặp được bến bờ hạnh phúc của tình yêu. Và trong khí vui tươi, trong khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay thì đại gia đình họ nhà trai chúng tôi đã phối hợp với trung tâm tổ chức sự kiện sáng duyệt long trọng tổ chức đại lễ thành hôn cho đôi bên trẻ. Và trong không khí vui tươi, trong khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay thì đại gia đình họ nhà trai chúng tôi cũng có ban lễ tân và tiếp tân và xin được trân trọng. Và không phải để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay lúc này đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu chú rể Tiến Cường cùng với cô dâu Kiều Trang. Xin mời hai bạn sẽ ôm bó hoa tươi thắm di chuyển lên sân khấu để làm lễ ra mắt quý quan viên hai họ. Quý vị hãy nổ một quý vị, đúng là xuân mai quê ta thì quả thật rất giàu, con trai con gái thì ở đâu đẹp bằng. Hôm nay chú rể thì phóng thoáng đẹp trai, cô dâu xinh gái lại có phần lết la. Chú rể thì được ví như Si Điều, còn cô dâu thì được ví như Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đông đưa, nhìn nhau say đắm mà lại say xưa tình lòng. Và để ra mắt quý quan viên này họ thì xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ dành một cái cúi chào thân thương để gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới toàn thể quý vị. Và quý vị hãy lộ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Một lần nữa thì cũng không phải để cho quý vị cũng phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay lúc này xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình. Xin mời hai ông sẽ tạm rời bàn trà bàn nước danh dự, chúng ta cùng nắm tay nhau di chuyển lên sân khấu để làm lễ chào đón hai ông đi ạ. Cô này cô dâu chú rể mày
Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đây là đôi yên ương dạng người và hạnh phúc nhất. Cùng với đó là hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình. Hai ông là những người gánh vác trọng trách lớn nhất trong chương trình lễ thành hôn. Và để cho buổi lễ thành hôn được diễn ra long trọng và tốt đẹp, ngay lúc này cho phép MC người kết nối chương trình xin được tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Tiến Cường cùng với cô dâu Kiều Trang xin chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay của quý vị. Thưa quý vị, đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì ngay lúc này chúng ta cùng đến với bài phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà gái. Có đôi lời phát biểu chào dâu xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cô, các ông, gia đình nhà trai, kính thưa các cô con, gia đình nhà gái. Đại diện cho gia đình nhà gái, tôi là ông nội của cháu Đinh Thị Kiều Trang, tên đầy đủ. Nay lễ thành hôn của các cháu, gia đình nhà tôi chấp nhận và chúc cháu Ngô Tiến Cường và Đinh Thị Kiều Trang trăm năm hạnh phúc vàng. Chúc các cháu sanh tươi mạnh mẽ. Ngày đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cùng toàn thể các vị khách quý. Mạnh khỏe, an khang, tài bà, thịnh vượng, xin nhiệt liệt chúc mừng ạ. Và tôi xin chân thành cảm ơn các cô và gia đình họ nhà gái đã cho gia đình chúng tôi, những người con, người cháu về nối dõi tông đường, sinh con đẻ cái. Đó là núi vàng, núi bạc và liềm hạnh phúc to lớn đối với gia đình chúng tôi. Tất cả chúng ta nhiệt liệt chúc phúc cho hai cháu đi ạ. Kính thưa các cụ, cùng toàn thể hai họ, được sự nhất trí của hai gia đình, cùng với sự tâm đồng ý hợp của hai cháu, cũng như pháp lý chính quyền hai địa phương, hôm nay gia đình ông Tài và bà Thảo cùng dòng họ chúng tôi tổ chức lễ thành hôn hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Trước sự chứng kiến của đông đủ các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, hai họ, để niềm vui tự hào của hai cháu hôm nay, tôi đề nghị chúng ta cho một tràng pháo thật dài đi ạ, để chúc phúc cho hai cháu. Và hai cháu có thấy hạnh phúc và vui không? Dạ có. Có vui ạ. Hai cháu nói là rất vui và hạnh phúc, và gửi lời cảm ơn tới các cụ và toàn thể lễ thành hôn. Và thay mặt cho hai cháu, tôi xin chúc tất cả mọi người mạnh khỏe và cuộc sống an lành. Và xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Nhà gái là bảo hôn đi như đã trao nhẫn đâu mà hôn à? Dạ vâng, kính thưa quý vị, đúng là nhà trai thì cũng đã đón dâu về đây. Nhà gái giao con giao cháu thì để được làm dâu bên này. Nhà trai nhà gái thì cũng đã trình bày và chúc cho hai bạn từ nay một nhà. Đó là nghi lễ đầu tiên trong chương trình lễ thành hôn. Và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn chúng ta cùng di chuyển lên phía trên một bước để dành nghĩa cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm để gắn kết tình nghĩa thông gia hai bên như một. Còn quý vị hãy là một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Dạ vâng, một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn hai bác trưởng đoàn của hai bên gia đình và xin được trân trọng kính mời hai bác chúng ta cùng vào phía bàn trà bàn nước và tiếp tục những câu chuyện tình trăm năm của cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đây là đôi nương dạng người và hạnh phúc nhất. Và ngày hôm nay họ sẽ trao cho nhau vòng nhân cưới, cặp nhẫn tình yêu để chứng tỏ tình yêu chân thành nhất. Hôm nay làm lễ tơ hồng, chúc cho long phục Quảng Minh đời đời. Dù cho vận đổi sao trời, tình chồng nghĩa vợ đời đời không đổi thay. Thì ngay lúc này xin mời chú rể Tiến Cường sẽ trao cho cô dâu Kiều Trang vòng nhẫn cưới, cặp nhẫn tình yêu. Xin mời. Nghĩa trăm năm cũng từ đây, nhẫn cho tay đầy một chút để làm tin. Dù mai nhân thác xuống gầy, tình chồng nghĩa vợ vững bền. Các cô đôi, quý vị nhường chỗ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Thành duyên kia đi qua vội lắm.
một điều mong ước từ tối hôm qua tới giờ thì chú rể Tiến Cường đã gửi gắm vào MC. Thì ngày hôm nay thì MC cho phép MC xin được nói với toàn thể quý vị là quý vị có đồng ý cho cô dâu và chú rể trên sân khấu này dành cho nhau một cái hôn được không ạ? Một lộ hôn được không ạ? Nếu đồng ý em vui một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi ạ. Dạ vâng, đề nghị là các cháu là một dưới 16 tuổi là nhắm mắt đi ạ. Đừng ngoảnh lên sân khấu ạ. Và hiện nay là họ nhà trai chúng tôi đang truyền hình trực tiếp trên kênh VTC2 ạ. Thế lúc này thì xin được chân thành cảm ơn toàn thể các cháu rất nhiều. Và xin mời các cháu dưới 16 tuổi chúng ta cùng nhắm mắt ạ. Được không ạ? Và xin mời hai bạn chúng ta cùng quay hướng vào nhau đi ạ. Và xin được cho. Xin mời cô dâu sẽ bám vào bờ vai giữ chắc của chú rể đi ạ. Hai tay đi ạ. Xin mời chú rể sẽ ôm vào vòng eo của cô dâu. Cô dâu sẽ ôm vào bờ vai của chú rể. Hai tay ạ. Và sau khi Xuân Lộc đếm từ 1 đến 3 thì lộ hôn sẽ được bắt đầu. Và lộ hôn kết thúc từ 5 trở về 1. Để cho cái thuận tiện cái công tác ghi hình quay phát trực tiếp trong vào lúc 11 giờ tối ngày hôm nay. Tức là 23 giờ đấy ạ. Được chưa? Xin mời cô dâu và chú rể cùng hợp tác với MC được không ạ? Một, quý vị đếm cùng tôi được không ạ? 1, 2, 3, bắt đầu! 5, 4, chưa được ạ. Bao giờ hôn thật sâu thì tôi mới hoàn thành xong ạ. Chú rể bảo bỏ đi ạ. Dạ vâng, nhưng mà họ nhà gái là yêu cầu là hai cháu hôn. Ở đây đang đến với hai em để chúc phúc cho hai em. Được chưa ạ? Xuân Lộc đếm nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. 5, 4, 3. Chỉ vì là có bố mẹ đẻ ở đây, ngồi ở đây là hốt. Ông Tài với bà Thảo đang ngồi ở đây cho nên con không ra. Dạ vâng, kính thưa các cụ, ca dao có câu là trăm năm thì trông cõi người ta, lấy chồng ở làng Xuân Mai thì bằng 50 năm đi nước ngoài. Còn hôm nay thì cầm vàng chẳng sợ vàng rơi, lấy vợ mà cùng thành phố thì đời đời yên tâm. Tôi vâng, kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đây là đôi hương rạng ngời và hạnh phúc nhất. Và ngày hôm nay họ sẽ cùng nhau chiếc ngọt sẻ bùi bằng tầng bánh cao nhất. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tay trong tay cầm lên chiếc dao và sau đó chúng ta cùng chiếc ngọt sẻ bùi trên tầng bánh cao nhất. Xin mời tay bưng đi muối chén gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắc giữa mình với ta. Bánh này sẽ được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Quý vị hãy lộ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Dạ vâng, thưa các bạn, chưa được cắt ạ. Chưa bánh này, xin mời. Yêu nhau từ lúc lên 7, lên 3. Yêu nhau từ lúc nhà máy Honda mới về thế ạ. Một lần nữa thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng di chuyển sang bên mặt rượu để chúng ta cùng khui những chai rượu sâm banh chúc mừng hạnh phúc. Và tiếp tục chai thứ hai thì xin mời Tiến Cường sẽ rót ra 6 chiếc ly đã được đặt ở trên bàn. Và ngay lúc này thì xin được trân trọng kính mời người bố cũng như người mẹ của đương kim chú rể Tiến Cường, đó là ông Tài bà Thảo sẽ di chuyển lên sân khấu để nhận những ly rượu hiếu rượu tình của hai con. Và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình. Xin mời hai ông sẽ tạm rời bàn trà bàn nước danh dự. Chúng ta cùng nắm tay nhau di chuyển lên sân khấu để nhận những ly rượu hiếu rượu tình của hai con. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta rót ra 6 chiếc ly. Chúng tôi và chú rể chúng ta cùng xin mời chú rể sẽ mời bố cùng bố vợ, xin mời cô dâu sẽ mời bố chồng ạ.
xin mời chú rể, xin mời bác trưởng đoàn của, xin mời mẹ, mẹ vợ, xin mời chú rể, xin mời mẹ vợ, cô dâu xin mời mẹ chồng ạ. Xin mời chú rể, xin mời bác trưởng đoàn của họ nhà trai ạ. Xin mời cô dâu, xin mời bác trưởng đoàn nhà trai ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng mỗi người một ly và đứng vào phía giữa của sân khấu. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng đứng giữa vào sân khấu. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng mỗi người một ly ạ. Đứng lùi xuống ạ. Xin mời cô dâu và chú rể. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đây là đôi nương giang gầy và hạnh phúc nhất, cùng với đó là người bố người mẹ của đương kim chú rể Tiến Cường, cùng với người bố người mẹ của cô dâu Kiều Trang, và cùng đó là hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình. Và để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay thì cho phép Xuân Lộc đến từ 1 đến 3 dô, 1, 2, 3 dô và 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Còn quý vị hãy đếm cùng tôi được không ạ? 1, 2, 3 dô, 1, 2, 3 dô, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Dừng tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vương trường. Một lần nữa thì thay lời cho các ông, các bà đại diện cho hai bên gia đình xin được chúc cô dâu và chú rể được long tỉnh biến mãn, bắt đầu nghĩa phu đê, xin trưởng những kiểu mãi mãi không rời xa. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn người bố người mẹ của đương kim cô dâu Kiều Trang cũng đã uống những ly rượu hiếu cho tình của hai con. Thì ngay lúc này thì người bố người mẹ của chú rể Tiến Cường cũng có món quà để trao cho hai con, thì xin được trân trọng kính mời người mẹ sẽ trao quà cho hai con. Kính thưa quý vị, đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tạo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con, đó là niềm hạnh phúc lớn lao cho cuộc đời làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay cha mẹ của chú rể Tiến Cường cũng đã thật là hạnh phúc để trao cho hai con những món quà, đó là những viên gạch đầu đời để cho chúc ho hai con được trăm năm tỉnh viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Xin mời các nhiếp ảnh gia chúng ta cùng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Tiền tài địa vị rồi cũng qua hết cả. Tất cả là gì, tất cả trăm năm này phúc cho cháu cũng là chỉ đừng trách. Đừng trách em tội nghiệp. Cháu Cường đâu rồi ạ? Dạ. Đừng trách em tội nghiệp nhá. Để cả khúc này là ông bà ngoại gửi tới. Cả ơn trường ta cũng làm và để gọi gửi tới hai cháu ngày hôm nay. Đừng trách em tội nghiệp. Vâng. À, tôi thì là tên là Xuân Thắm ạ. Còn đây ạ. Hồng Thư ạ. Vâng, để gửi tới cả ơn trường ta lên biết thành hôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông bà bên nhà gái đi lại để với văn nghệ cùng với nhà trai để phần lễ vu thành hôn cho hai cháu ạ. Đã không quản ngại đường xá xa xôi, có chút thời gian mà ngọc quý báu của mình đã trở về đây chung vui chăm lo hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thay lời cho gia đình thì xin được chân thành cảm ơn toàn thể phái đoàn hò nhà gái và xin được chúc cho phái đoàn hò nhà gái sẽ lên đường thương lộ bình an. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Đã có thiếp mong.
Vâng, thưa toàn thể bà con cô bác, nhận được lời mời của ban tổ chức, rất là vinh dự cho những người anh người chị chúng em hôm nay đã được về thôn nhà mang lời ca tiếng hát về đây để chung vui cùng với bà con cô bác. Lời đầu tiên thay mặt cho những liệt anh liệt chị xin gửi tới toàn thể bà con cô bác cũng như quý khách thập phương lời chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc bà con cô bác trên quê hương chúng ta một năm mới đa tài đa lộc đa phú quý đắc phúc đắc thọ đắc vinh quang. Vâng, kính thưa trên các cụ ông các cụ bà các vị quý các anh các chị và các bạn, để mở đầu cho canh hát của người Quan Họ thì người Quan Họ chúng em không bao giờ bỏ qua được phong tục hát mời nước mời trầu. Về tục mời nước thì người Quan Họ chúng em có câu: đôi tay nâng chén em mời, trà thơm thơm nực cả mười ngón tay. Còn về mời trầu thì người Quan Họ chúng em lại bảo: trầu xanh, cau trắng, chai hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Và sau đây xin được kính mời các cụ, các ông, các bà, các vị quý gần xa cùng toàn thể nhân dân, chúng ta cùng uống chén nước, xơi khẩu trầu ân tình của người Quan Họ qua câu hát mời nước, mời trầu, hay còn gọi khách đến chơi nhà, do những liền chỉ Quan Họ chúng em gửi đến các vị quý. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Và xin mời chúng ta nổ một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chào đón những liền anh chị đến từ vùng quê Kinh Bắc Bắc Ninh chúng em. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Oh, dear.
Vâng, kính thưa các cụ, các bác, các bà, các quý quý, cùng toàn thể các anh các chị. Vừa rồi thì chị hai, chị ba, chị tư, chị năm con họ chúng em đã gửi đến quý vị câu hát mời chầu, hay còn gọi khách đến chơi nhà. Và để trở lại với chương trình Canh Hát Thuyền hôm nay, thì sau đây chúng ta sẽ trở lại với tiếng hát của Liền Anh quan họ chúng em qua câu hát: Ngày xưa về với hồi lim, áo the khăn xếp làm duyên bạn tình. Ngày nay trai gái quê tôi, mến thương nghĩa lớn đáp lời núi sông. Có yêu nhau câu quan họ mận nồng, cho vầng nguyệt gác sáng trong hội mùa. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát Duyên quan họ. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Bạn tình còn chỉ hai tôi như chúng ở sinh tôi mà càng sinh trong vành nón mà lầm trong tà áo tử thân tình à tình 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 à hồi hà hồi hư là hồi hư. Ngày nay là nay trai gái, gái quê tôi mến đi thương vì bao nghĩa lớn, đám theo lời là lời núi sông, có yêu nhau câu quan họ thêm lòng vì cho vâng là vâng quyết thắng để sáng trong hồi mùa tình à tình 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 tình, tình. Mùa vui là vui đương đổ đổ ngát hương, nếm mi thơm là thơm cồn mới, tiếng yêu đương chữ đương thầm thì kia lắng nghe gió hỏi câu gì. Trên đồng mì xuân đua chỗ đường đến thì làm duyên tình à tình 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 à hồi à hư hồi hư là hư hồi. Ngày xưa về với hồi lim, áo the khăn xếp làm duyên bạn tình. Ngày nay trai gái quê tôi mến thương nghĩa lớn đáp lời núi sông. Mùa vui là vui đương đổ đổ ngát hương, nếm mi thơm là thơm cô mới, tiếng yêu đương chữ đương thầm thì nghe lắng nghe gió hỏi câu gì. Trên đồng mì xuân lúa chỗ đường đến thì là thì làm duyên tình à tình 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 à hồi nhìn đôi là đôi sao đâu đâu nhanh mai, ngắm mi sông là sông lại nhớ núi thiên thai với ai hẹn hò rằng đã thương chỉ đợi người chờ sông cầu đôi loan phương mai sẽ là thành duyên tình à tình 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 à hồi à hư hồi hư là hư hồi hư. Người quê là quê quan họ nhắn ai, dẫu xa là xa vẫn nhớ vẫn không phai chứ phai đời về hồi tháng riêng đúng lại về cưới chầu tên canh phương cho trọn bề chứ cho trọn bề là bề người ơi tình à tình à tình 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 à hồi à hồi là hư hồi hư
hồi a cứ hồi là vâng. Và để trở lại với chương trình, sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với chị hai con họ chúng em tâm sự qua câu hát chúc sinh chúc mọc bờ ao, anh hay sinh anh hay đứng nơi nào cũng sinh, chúc sinh chúc mọc bên đình, anh ba sinh anh ba đứng một mình càng sinh, mà chúc sinh chúc mọc sân chùa, anh tư không yêu thì chị hai sẽ đi lấy đạo bùa cho phải yêu. Sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với cái bùa yêu của người quan họ chúng em qua làn điệu dân ca quan họ cây trúc sinh. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Vâng, qua làn điệu dân ca quan họ cây trúc sinh,
chị hai con họ chúng em đã đón nhận được rất nhiều những phần thưởng cao quý của các cụ, các ông, các bà, các vị quý đã tặng cho chị hai con họ chúng em. Xin được truyền lời của chị hai, xin trân trọng cảm ơn tấm lòng yêu mến của bà con, cô bác, các anh chị và các bạn. Vâng, và vừa rồi những nền anh chị quan họ chúng em đã đón nhận được những phần thưởng và đặc biệt những lá thư yêu cầu từ các vị quý trong lễ hội hôm nay. Các vị quý rất muốn rằng anh hai và chị hai chúng em thể hiện tâm sự qua câu hát: trăm khúc sông thì đổ dồn về một bến, mà em chẳng yêu chàng, em đến chi đây? Đấy với đây không dây mà buộc, em với chàng không chuốc mà say. Gặp nhau đây mời người xơi nước, xơi nước xơi trầu sau kết nhân duyên. Kết nhân duyên rồi thì em sợ chàng lắm lắm, em sợ lòng chàng chóng thắm mau phai. Thắm với phai nào ai có biết, cái ngãi đá vàng ta quyết yêu nhau. Mà thậm chí yêu nhau chẳng lấy được nhau, mài dao đánh kéo nào đầu đi tu. Em có tu đâu, tu ở chùa nào, để anh xin làm tiểu, anh vào tu chung. Xin mời quý vị cùng đến với anh hai, chị hai qua bài hát Lý Giao Duyên. Trăm khúc sông đổ dồn về một bến, anh chẳng yêu người, anh chẳng yêu người, anh đến mà chỉ đây hỡi nàng. Người nàng nàng ơi, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chỉ đây. Đổ dồn về một bến, anh chẳng yêu làng, anh đến chi đây? Đấy với đây không dây mà buộc, em với chàng chưa chút mà say. Gặp nhau đây mời người xơi nước, xơi nước xơi trầu sau kết nhân duyên. Trăm khúc sông đổ dồn về một bến, anh chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây hỡi nàng. Nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây. Chưa chuộc mà sao say ơi chàng, chàng ơi, hỡi chàng, chàng ơi, em với anh chàng chưa chuộc mà đã say. Gặp nhau ở đây mời người mà rơi nước, rơi nước rơi trầu, rơi nước rơi trầu, sau kịp mà nhân duyên hỡi nàng. Nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, rơi nước rơi trầu, sau kịp mà nhân duyên.
mà có biết cái ngại đã vài, cái ngại đã vài, ta quyết mà yêu nhau ơi nàng. Ngài đã vàng ta quyết show.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dẫu rằng lên ngược người xuống suối nở lan
ngẫu hứng giao duyên. Anh Hai xin trân trọng gửi đến trên các cô, các ông, các bà, các quý quý. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Trọng chữ tình làng, người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên. Ôi khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca, khách đi xa giữ chẳng cho về. Rằng người ơi sao nỡ chia lìa, rằng người ơi hãy ở bên tôi. Người đừng về đêm nay, quan họ nào chia tay. Trăng thôn tre xanh buồn đến thế, câu quan họ sao hồn nhiên thế. Người đừng về đêm nay, thiên buồn rượu thêm say, rót cho đây những ngày mong nhớ, rót cho đây giếng cạn tình cô, cho yêu nhau đến dài.